Cô Thùy xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ học ngày hôm nay. Ở giờ học này, cô Thùy sẽ dạy chúng mình cách xếp xen kẽ đấy. Bây giờ, các con hãy cùng nhìn lên đây xem cô Thùy đã chuẩn bị gì trong giờ học này nhé. Ở trên này, cô Thùy đã chuẩn bị những chiếc lá này và cả những bông hoa nữa đấy. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị cả hình vuông và hình tròn nữa đấy. Ở nhà, các con cũng có thể tự chuẩn bị đồ cho mình. Chúng mình có thể sử dụng những hộp sữa mà chúng mình đang uống này, hay những chiếc gạch và cả những chiếc thìa và chiếc dĩa mà gia đình bạn nào cũng có đúng không? Chúng mình đã sẵn sàng chưa? Bây giờ cô và các con sẽ cùng học xếp xen kẽ nhé. Cô xếp một bông hoa, một chiếc lá, một bông hoa, một chiếc lá, và lặp lại một bông hoa, một chiếc lá. Các con hãy cùng suy nghĩ xem cô xếp những bông hoa và chiếc lá như thế nào với nhau nhỉ? À, cứ mỗi một bông hoa lại là một chiếc lá, một bông hoa, một chiếc lá, và lặp lại một bông hoa, một chiếc lá. Như vậy được gọi là xếp xen kẽ đấy. Các con chú ý, khi xếp, chúng mình phải xếp từ trái qua phải nhé. Vừa rồi, chúng mình vừa xếp xen kẽ theo hàng ngang đấy. Còn rất nhiều cách xếp xen kẽ khác nhau, như là xếp theo hàng dọc này, xếp theo hàng chéo, hoặc là xếp vòng tròn. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng xếp theo hàng dọc nhé. Cô xếp một chiếc thìa, một chiếc dĩa, một chiếc thìa, rồi đến cái gì nữa? Đúng rồi, tiếp theo sẽ là một chiếc dĩa, lặp lại là một chiếc thìa, rồi đến một chiếc dĩa. Chúng mình có xếp giống cô được không? Cô mời chúng mình cùng sắp xếp giống cô nào. Một chiếc thìa, một chiếc dĩa, một chiếc thìa, một chiếc dĩa, lặp lại một chiếc thìa, một chiếc dĩa. Chúng mình đã xếp xong chưa? Các con giỏi lắm. Vậy xếp xen kẽ là xếp như thế nào? Xếp xen kẽ là sắp xếp lặp đi lặp lại một đối tượng này với đối tượng kia cho đến hết. Đấy gọi là xếp xen kẽ đấy. Bây giờ cô mời các con cùng xếp theo hàng chéo nhé. Các con có nhận xét gì về cách xếp này của cô? À, một hộp sữa dâu xen kẽ với hai hộp sữa cam, lặp đi lặp lại cho đến hết. Cứ như vậy được gọi là xếp xen kẽ đấy. Vậy là vừa rồi cô Thùy vừa dạy chúng mình xếp xen kẽ với nhiều cách khác nhau đúng không? Bây giờ cô Thùy sẽ tặng cho chúng mình một trò chơi rất là thú vị đấy. Đó là trò chơi ai nhanh nhất. Trò chơi này sẽ chơi như sau. Trên màn hình của cô sẽ xuất hiện những đồ vật được xếp xen kẽ với nhau. Nhiệm vụ của các con là cùng nhanh mắt phát hiện ra cô Thùy xếp còn thiếu đồ vật gì nhé. Chúng mình đã sẵn sàng chưa? Nào, chúng mình cùng bắt đầu trò chơi thôi. Các con hôm nay hãy cùng cô sắp xếp bàn ăn nhé. Bàn ăn hôm nay có 3 người. Mỗi người sẽ có một bát, một thìa được xếp xen kẽ với nhau. Trên màn hình các con nhìn thấy một bát, một thìa, rồi đến gì nữa nhỉ? 3 giây suy nghĩ cho các con bắt đầu. 3, 2, 1, hết giờ! Chắc là các bạn đều đoán ra rồi đúng không? Đúng rồi, sau thìa sẽ là bát,
rồi lại đến thìa, rồi lại đến bát. Và cuối cùng là gì? 3 giây suy nghĩ cho các con lại bắt đầu. 3, 2, 1. Hết giờ. Là gì thế? À, đúng rồi, là thìa đấy. Lượt chơi đầu tiên đã hết. Ở lượt chơi này, có bạn nào đoán chậm thì lần thứ hai chúng mình phải nhanh hơn nhé. Lần chơi này sẽ khó hơn đấy. Chúng mình sẽ cùng sắp xếp bàn ăn hình tròn nhé. Trên màn hình, các con nhìn thấy đĩa và khăn được xếp xen kẽ theo hình tròn đúng không? Bây giờ, các con đã sẵn sàng chơi chưa? Lượt chơi thứ hai bắt đầu. Đố các con biết, xếp xen kẽ giữa hai chiếc đĩa là gì? 3 giây suy nghĩ cho các con bắt đầu. 3, 2, 1, hết giờ. Đáp án của cô là chiếc khăn. Chúng mình có đáp án giống với cô không? Lần chơi này, cô nghĩ chắc đã nhiều bạn đoán nhanh hơn rồi đấy. Vậy, bây giờ chúng mình cùng chơi tiếp nhé. Chúng mình cùng nghe kỹ này. Xen kẽ giữa hai chiếc khăn là gì? Thời gian suy nghĩ 3 giây cho các con bắt đầu. 3, 2, 1, hết giờ. Và câu trả lời của cô là chiếc đĩa. Chúng mình có đáp án giống với cô không? Các con giỏi lắm, cô khen tất cả chúng mình. Qua bài học ngày hôm nay, các con đã biết xếp xen kẽ chưa? Từ những đồ dùng đồ chơi có sẵn ở nhà, các con hãy chơi cùng bố mẹ và anh chị của mình để sáng tạo ra nhiều cách xếp xen kẽ khác nhau nhé. Giờ học của các con hôm nay đến đây là hết rồi.